Cô gái này đang tìm kiếm tấm bản đồ thủy triều để cứu sống em trai mình và cũng có thể làm thay đổi cục diện trận chiến giữa quân đồng minh và phát xít Đức tại chiến trường Hà Lan. Liệu kết cục sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi bộ phim chiến tranh cực hay này nhé! Bộ phim được lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật. Ngày 6 tháng 6 năm 1944, cuộc đổ bộ Normandy diễn ra. Sau 2 tháng giao tranh quyết liệt, quân Đức đã rút lui trong hoảng loạn. Quân đồng minh cần gấp rút chiếm lấy một cảng để tiếp tế cho các binh lính. Tại Bỉ, Engerb được giải phóng và cảng vẫn còn nguyên vẹn không bị ảnh hưởng gì. Nhưng miễn là quân Đức vẫn còn đang kiểm soát sông Sylt thì sẽ không thể nào tiếp cận được cảng Engerb. Một phần của quân đội Đức đã rút khỏi sông Sylt. Hà Lan nghĩ rằng đất nước sẽ được giải phóng bất kỳ lúc nào. Nhân vật chính trong bộ phim là Teun Visser, cô gái Hà Lan bản địa, William Sinclair, một phi công quân đồng minh người Anh lần đầu ra mặt trận, và Stavren, một thanh niên Hà Lan nhưng lại tình nguyện đầu quân cho phát xít Đức. Số phận của ba người này sẽ đi đến đâu? Cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp diễn biến bộ phim nhé! Tại vùng đất là bối cảnh chính của bộ phim, Zeeland, Hà Lan, ngày 5 tháng 9 năm 1944, một phần quân Đức đang rời đi sau khi biết quân đồng minh với lực lượng nòng cốt là quân Canada đã vượt qua biên giới để tiến vào Hà Lan. Nữ chính Teun, cô làm việc cho gã thị trưởng thành phố mà quân Đức dựng lên. Cô có một người bạn thân ở tiệm bánh mì, cả hai đều rất vui mừng khi tưởng rằng sắp được giải phóng. Một cậu thanh niên bản địa đang chụp lại cảnh quân Đức đang rời đi thì bị một tên sĩ quan Đức giật máy ảnh và vứt xuống đường. Ô tô đi qua nghiền nát máy ảnh, nhưng cậu thanh niên vẫn cố nhặt lại. Tuy nhiên, hành động sau đó của cậu thanh niên mới làm bất ngờ. Cậu ta lấy một viên đá và ném thẳng vào mặt tên lính Đức đang lái xe, làm cho ô tô mất lái và đâm chết ba tên lính Đức quốc xã khác. Cậu thanh niên cảm thấy tình hình nghiêm trọng và bắt đầu bỏ chạy. Bọn lính Đức giáo giết đuổi theo, bắn súng tới thấp nhưng không trúng. Teun mặt thất thần đi về nhà và gặp bố cô. Bố của cô là một bác sĩ chữa trị cho lính Đức bị thương. Thì ra cậu thanh niên này là Đớt, em trai của nữ chính Teun. Cậu ta tham gia phong trào phản chiến chống phát xít. Ở một diễn biến khác, tại mặt trận phía đông, Nava, Nga, ngày 11 tháng 8 năm 1944, tình trạng quân Đức cũng không khá hơn là bao. Quân Đức đang yếu thế và ngày càng bị đẩy dần về lại lãnh thổ. Các cụm phòng thủ gần như tê liệt trước sức tấn công như vũ bão của Hồng quân. Tại cụm phòng thủ của sư đoàn SSVK, phát xít Đức tình trạng còn bi thảm hơn khi cụm phòng vụ này phải đối mặt với xe tăng T-34 của Hồng quân. Với việc không được trang bị vũ khí hạng nặng, chỉ có súng trường cầm tay thì việc quân Đức đấu với tăng của Liên Xô không khác nào là tự sát. Kết quả không mất quá nhiều sức lực và đạn dược. T-34 của Hồng quân Liên Xô đã dễ dàng tiêu diệt gần như tất cả lực lượng Đức tại đây. Nó chỉ chịu dừng lại khi ăn một quả chống tăng từ phía Stavren, người sống sót duy nhất của đơn vị này. Sau khi bị thương ở chiến trường, Stavren được điều trị tại một bệnh viện dã chiến. Tại đây, cậu ta kết bạn được một sĩ quan Đức và được giới thiệu một công việc bàn giấy sau khi bình phục. Tuy vậy, địa điểm chính là tại Zeeland, quê hương Hà Lan của cậu. Chuyển cảnh tại Anh Quốc, ngày 16 tháng 9 năm 1944. Cậu thanh niên này tên là William, một phi công đang tập luyện để đủ giờ bay ra mặt trận. Bố của cậu là một chỉ huy cao cấp quân đội Anh với chiến dịch Market Garden. Ba sư đoàn không vận cùng với 35.000 người trên máy bay quân sự và tàu lượn sẽ khởi hành từ 24 sân bay và hạ cánh ở Hà Lan, cách kẻ địch 103 cây số, với một mục tiêu lấy lại Arnhem. Sau đó, chúng ta sẽ tập hợp lại và tiếp tục tiến thẳng đến Berlin để chấm dứt chế độ chuyên chế đen tối đã nắm giữ châu Âu trong gần 4 năm qua. Rất nhanh sau đó, binh sĩ Anh cùng phi công chiến đấu cơ đã bay đến Hà Lan. Tại đây, họ bị hệ thống phòng không của quân Đức pháo kích dữ dội trên bầu trời. Hệ quả, hàng chục máy bay và tàu lượn đã bị trúng đạn và rơi xuống đất, trong đó có cả máy bay của Win. Win và đồng đội bị rơi xuống một khu đầm lầy ngập nước, phải khó khăn lắm mới lẩn trốn được tàu truy lùng của quân phát xít Đức. Trở lại với Zeeland, quân Đức đã quay trở lại, thậm chí tăng cường lực lượng để phòng thủ khu vực trọng yếu này. Chỉ huy quân phát xít Đức tại đây đã bắt ba thanh niên vô tội với lời đe dọa, nếu cậu em trai Teun không ra đầu thú nhận tội, hắn sẽ bắn chết ba người vô tội này để đe dọa và trấn áp tinh thần người dân ở đây. Teun quay về hầm dưới nhà và bảo cậu em trai hãy chạy trốn đi, nhưng cậu em không đồng ý và bảo rằng chỉ có bạn cô Jana ở tiệm bánh mì có thể giúp đỡ. Tên chỉ huy quân phát xít Đức đã nghi ngờ và đến nhà Teun và nói rằng cậu em trai phải đến sở chỉ huy trình diện ông ta. Cả nhà Teun bàn bạc với nhau và ông bố quyết định sẽ tìm đến tên chỉ huy để thương lượng. Teun cùng ông bố lên sở chỉ huy. Tại đây, tên thanh niên Hà Lan phản bội, Stavren, đang làm ở vị trí thư ký giấy tờ. Ông bố nói rằng việc làm của con trai mình chỉ là tai nạn và con trai mình sẽ đầu thú với hai điều kiện. Đó là thả ba thanh niên vô tội và con trai mình sẽ chỉ bị kết án tù chứ không bị tử hình. Tên chỉ huy quân Đức hứa với ông một cách đầy nham hiểm. Sau đó, cậu con trai cũng bị quân Đức đưa lên xe giải đi. Trước khi đi, cậu còn dặn dò Teun là phải đưa những bức hình cậu chụp được cho Jana. Teun mang những bức hình đó đến tiệm bánh mì,
nhưng cô không đưa cho Jana mà muốn gặp người của tổ chức phản chiến để thỏa thuận đổi. Muốn có những bức ảnh này thì phải cứu em trai mình. Nhưng người đàn ông bí dần này lại muốn thêm một thứ nữa, đó là tấm bản đồ thủy triều của con sông Shield. Eun quay trở lại nơi làm việc của thị trường và cuối cùng cũng tìm được tấm bản đồ. Trong khi đó, Win và các đồng đội đã băng qua đầm lầy và trú ẩn ở một trang trại. Họ được một ông lão nông dân người Hà Lan thông tin rằng chiến dịch Market Garden đã thất bại, quân Canada đã vượt qua biên giới nước Bỉ, chuẩn bị tiến vào Hà Lan. Không còn cách nào khác, cả đội quyết định vượt qua phòng tuyến quân Đức để hội quân với quân đồng minh Canada. Sáng hôm sau, họ tiến hành theo kế hoạch. Trên đường đi, họ ghé vào một căn nhà bỏ hoang để tìm thức ăn và nghỉ chân. Một sự cố đã xảy ra, hai người trong đội đã lấy đi con thuyền và bỏ chạy. Win và một đồng đội phải tìm một con thuyền khác để tiếp tục di chuyển qua vùng đầm lầy ngập nước. Khi trở về căn nhà, họ phát hiện ra hai tên lính Đức đã tình cờ phát hiện ra căn nhà có đội trưởng của họ đang bị thương trong đó. Cả hai đã khống chế được một tên lính Đức ở bên dưới, tuy nhiên, tên còn lại cũng khống chế được đội trưởng. Hắn hoảng loạn và luống cuống bất ngờ bắn chết đội trưởng. Win sau đó cũng bóp cò kết thúc cái mạng của hắn và tên còn lại. Tên chỉ huy Đức quốc xã đã nghe báo cáo và quyết định xử bắn em trai Teun và ba thanh niên vô tội. Stavren nghe được toàn bộ nội dung, lương tâm anh ta trỗi dậy và đã quyết định giúp đỡ Teun bằng cách thông báo cho cô biết. Nhưng bị phát hiện, Stavren bị đẩy từ công việc bàn giấy sang làm lính chiến trường. Ông bố nghe tin con trai sắp bị đưa đi bắn liền chạy đến tìm tên chỉ huy quân Đức, nhưng hắn không ngoái đầu nhìn lại. Bốn thanh niên bị đưa ra bãi đất để xử bắn, trong đó Stavren cũng bị trừng phạt bằng cách bị bắt tự tay cầm súng bắn chết cậu em trai của Teun. Teun đến tiệm bánh mì tìm người của tổ chức phản chiến và được giải thích rằng em trai cô đã chụp ảnh các vị trí của đám quân Đức ở bên này. Quân Đức đã đào chiến hào ở đây vài tuần trước. Mọi thứ đều nhắm vào đập Slezum, bên kia là quân Canada. Nếu họ băng qua con đập thì sẽ có một cuộc thảm sát lớn. Cơ hội duy nhất của quân đồng minh là khi thủy triều dâng cao, vì có một con lạch ở đó, xuyên qua bãi bùn đến phía bên kia để tấn công quân Đức. Teun và Jana liều mình vượt qua đám lính Đức canh gác để mang tấm bản đồ cho quân đồng minh. Đến khi trời tối, hai người bị lính Đức phát hiện, Jana bị trúng đạn. Teun cố gắng đẩy con thuyền ra xa, còn cô thì bị lính Đức bắt lại. Quân Đức đã chuẩn bị rất nhiều súng máy và thuốc nổ ở phía bên này con đập, chỉ đợi quân đồng minh đến để thảm sát. Stavren cũng bị bắt làm lính chiến đấu tại đây. Phía bên kia, Win và một số lính Anh còn sống đã tìm được đến với quân đồng minh Canada. Chỉ huy quân đồng minh quyết định tiến công bằng con đường băng qua con đập mà không biết rằng đó là cái bẫy của quân Đức. Khi lính đồng minh đi được một đoạn trên con đập, quân Đức bắt đầu điên cuồng xả súng. Quân đồng minh không có chỗ ẩn lấp, chỉ có thể cúi thấp người xuống, nhưng cũng không thể tránh được những loạt đạn từ quân Đức, thương vong nhiều vô số kể. Biết không thể tiến lên được phía trước, một số ít lính đồng minh may mắn sống sót đành phải lùi lại, trong đó có Win. Một số lính đồng minh đi tuần tra phát hiện ra Jana đang bị thương nằm trên con thuyền trôi giạt vào bờ. Jana được đưa về doanh trại, cô dùng chút sức lực cuối cùng nói với quân y rằng hãy đưa tấm bản đồ cho chỉ huy quân đồng minh. Chỉ huy nhanh chóng nhận ra và thay đổi kế hoạch tác chiến. Ngay trong đêm, quân đồng minh lợi dụng thủy triều lên đã bơi thuyền theo con lạch sang phía bờ bên kia. Họ đã tiêu diệt hết lính Đức ở đang chiếm đóng ở chiến hào. Stavren đối mặt với Win ở một bãi đất trống. Anh ta cầm súng chĩa vào Win nhưng lại hạ súng xuống, không bắn. Win sau đó cũng chĩa súng vào anh ta. Nhưng dường như cả hai đều nhận ra sự phi nghĩa của chiến tranh khi phải tàn sát đồng loại, nên cả hai đều bỏ súng xuống rồi bỏ đi. Stavren sau đó bước trở về căn cứ. Quân Đức thất thủ ở con đập, giờ đang cuống cuồng thu dọn hành lý để bỏ chạy. Một tên lính Đức vào phòng giam Teun và muốn bắn chết cô vì tấm bản đồ. Stavren sau đó đã ở phía sau và cho hắn một nhát dao vào bụng. Tên lính ngã xuống nhưng kịp bắn mấy phát đạn vào Stavren. Stavren dùng hết sức lực kết thúc cái mạng của hắn. Sau đó, Stavren cũng chết như một sự giải thoát với anh ta. Quân đồng minh đã đánh đuổi quân Đức và vào tiếp quản vùng Zealand của Hà Lan. Ngày 7 tháng 11 năm 1944, Van Ren đã được giải phóng. Tàu của quân đồng minh giờ đã có thể cập cảng Engerp. Cuộc tấn công cuối cùng chống lại Đức đã có thể bắt đầu. Trong trận chiến sông Shield, có 3.231 quân đồng minh, 4.250 quân Đức và 2.283 dân thường đã thiệt mạng. Ngày 5 tháng 5 năm 1945, Hà Lan đã được giải phóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim. Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Và đừng quên like và bấm theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các bộ phim tiếp theo.